Xin chào bạn, như các bạn có thể nhìn thấy thì đây là con lens mới nhất của nhà bảy Artisan, đó là 55mm f/1.4 và đây là Mark 2 nha các bạn. Và ở đây thì mình sẽ có 5 con lens là dành cho 5 ngàm, là cho Fujifilm, Sony, Canon EOS-M, Nikon Z và M43. Và mình á thì mình dùng Fujifilm nên mình sẽ làm clip về con Fujifilm nhé. Thì mình sẽ bỏ bớt ra mấy con lens này ra. Đây là ngàm cho Fujifilm thì nó có chữ là FX mode ở đây nhé. Với bảy Artisan á thì 55mm đời 1 á, là cái con mà tạo nên tên tuổi của nhà bảy Artisan. Thì đây là cái con đời 2 của nó, tiếp nối thành công rất là tốt của đời 1. Thì đây cái vỏ hộp thì của bảy Artisan, thì lúc trước bảy Artisan nó là hộp màu đen, bây giờ nó sẽ đổi thành hộp màu trắng. Ở trên hộp á, ở trên hộp thì các bạn có thể thấy là một vài thông tin chi tiết một chút xíu là dành cho APS-C, tiêu cự là 55mm, khẩu độ là f/1.4, khoảng cách lấy nét gần nhất là 42cm, cho góc nhìn là 29.5 độ, và phi là 52. Và đây mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem. Thì tất nhiên là cái con lens này thì vẫn được tài trợ bởi nhà bảy Artisan Việt Nam, mình sẽ để đây hoặc là số điện thoại đây nhé. Đây là một quyển sách hướng dẫn sử dụng của nó, và đây là nhân vật chính của chúng ta, con lens. Với phiên bản đời 2 này thì lens của chúng ta vẫn được làm bằng kim loại nhé. Đây, bụi kim loại rất là chắc chắn, và trọng lượng của nó là 358g, khá là nhẹ. Vẫn là khẩu độ lớn nhất là f/1.4 và bé nhất là f/16. Đây, vòng khẩu nó đây rất là mượt. Còn đây là vòng lấy nét, khoảng cách lấy nét gần nhất của nó là 42cm. Bây giờ thì các lens của bảy Artisan ở ngay cái phần ngàm này nè, nó đã màu đen rồi. Lúc trước thì mấy con lens thì nó sẽ là ngàm nó màu bạc, bây giờ là màu đen. Điểm nâng cấp của con lens đời 2 này đó là phi đã lên 52mm rồi. Con đời 1 á, thì phi của nó chỉ là 49mm mà thôi. Theo lý thuyết á, thì cùng tiêu cự và cùng khẩu độ, con lens nào có phi nè lớn hơn, là vòng ống kính nó lớn hơn thì cho thu sáng nhiều hơn khi chụp buổi tối nhé. Cũng giống như mấy con lens của bảy Artisan khác, như là con 35 f/1.2 cũng vừa mới ra mắt đời 2 á, thì phi nó cũng lớn hơn con đời 1, là đời 2 là 46, con đời 1 là 43. Con lens thì sẽ làm chia làm gồm 6 thấu kính, chia làm 5 nhóm. Như hồi nãy mình có nói á, thì nó sẽ có các ngàm cho Fujifilm, Sony, Canon, EOS-M, Nikon Z và M43. Và đây là mình đang cắm lên body Fujifilm để cho các bạn xem ha. Thì nó nhìn nó rất là đẹp. Theo truyền thống của nhà bảy Artisan á, thì đợt đầu là lens sẽ là màu đen, thì sau này thì khoảng chừng 1 tới 3 tháng thì hãng sẽ làm ra phiên bản màu bạc dành cho các body màu bạc. Thì con lens này nó làm giống kiểu như mấy con lens lấy cá, nhìn cực kỳ đẹp. Đó, vòng khẩu, vòng lấy nét đều mượt. Rồi, nếu các bạn nào muốn xem hình ảnh chụp từ con lens này á, thì mình sẽ để link ở bên dưới, hoặc là qua bảy Artisan Việt Nam mình sẽ để đây, số điện thoại mình để ở đây nhé. Và bên mình thì có hỗ trợ trả góp cho các bạn luôn. Và link mua hàng được miễn phí vận chuyển mình cũng sẽ để ở bên dưới nhé. Lên bên mình thì sẽ được bảo hành 12 tháng một đổi một nha các bạn. Bên mình là phân phối chính hãng con lens bảy Artisan, TT Artisan. Rồi, xin chào các bạn.